Dàn sao Việt vượt đường xa tới dự lễ cưới của Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi. Nhiều sao Việt đã có mặt tại lễ cưới của Lâm Khánh Chi để chung vui cùng cô và ông xã kém 8 tuổi. Sáng hôm qua 28 tháng 12, lễ cưới của Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi Phi Hùng đã chính thức diễn ra tại nhà riêng. Ngay từ sáng sớm, nhà trai đã có mặt tại dinh thự gia đình Lâm Khánh Chi ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh để làm lễ rước dâu theo đúng thủ tục. Sau khi hoàn thành nghi thức xin dâu, Lâm Khánh Chi cùng gia đình ông xã di chuyển về nhà trai tại thành phố Vũng Tàu để cúng bái gia tiên và tổ chức tiệc cưới với sự góp mặt của gia đình hai bên, họ hàng, bạn bè thân thiết. Đặc biệt, dù thời gian diễn ra lễ cưới khá sớm và cách xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh một quãng đường dài, nhưng nhiều sao Việt vẫn tới chung vui cùng vợ chồng Lâm Khánh Chi. Nữ ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài, nam diễn viên Đoàn Thành Tài, Quý Bình, ca sĩ Chế Thanh là những nghệ sĩ đầu tiên có mặt tại lễ cưới của Lâm Khánh Chi từ quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Vũng Tàu. Không những thế, nữ ca sĩ Cindy Thái Tài còn làm phù dâu cho Lâm Khánh Chi cùng nhiều người đẹp chuyển giới khác. Nữ ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài có mặt tại nhà riêng Lâm Khánh Chi từ sớm để làm phù dâu. Nam diễn viên Quý Bình diện vest đen lịch lãm đến chung vui cùng vợ chồng Lâm Khánh Chi. Nam ca sĩ Chế Thanh. Chế Thanh, Cindy Thái Tài, Quý Bình đều là ba nghệ sĩ rất thân thiết với Lâm Khánh Chi nhiều năm nay. Các khách mời nam tới dự lễ cưới của Lâm Khánh Chi đều diện vest đen lịch lãm. Chồng cũ Phi Thanh Vân, doanh nhân Bảo Duy cũng xuống tận Vũng Tàu để chúc mừng Lâm Khánh Chi. Sau lễ cưới tại quê nhà vào ngày 11 tháng 1, 2018 tới, vợ chồng Lâm Khánh Chi Phi Hùng sẽ tổ chức một buổi tiệc tại trung tâm tiệc cưới quận 4 thành phố Hồ Chí Minh để mời bạn bè nghệ sĩ thân thiết. Trước đó, Lâm Khánh Chi từng cho biết buổi tiệc ngày 11 tháng 1 sẽ có khoảng 500 khách mời tham dự và tổ chức theo phong cách hiện tại trang trọng và hoành tráng nhất. Nhiều tháng trước, vợ chồng Lâm Khánh Chi đã tất bật đi chụp hình cưới và chuẩn bị mọi khâu nhỏ nhất cho ngày trọng đại. Bên cạnh đó, gia đình Lâm Khánh Chi và gia đình chồng cô cũng tặng cặp đôi nhiều của hồi môn giá trị khi về chung một nhà. Sau lễ cưới tại quê nhà, vợ chồng Lâm Khánh Chi sẽ tiếp tục tổ chức một buổi tiệc lớn ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 1, 2018.